Vân Dương xin chào các cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Sài Gòn Hiện Nay. Thưa các cô bác anh chị, mình đang có mặt trên đường Đội Cung hướng đi vào chợ Chim Xanh. Thì đang trên đường đi qua thì có một cái đám ma. Và thông thường ở Sài Gòn, những cái gì mà đám ma hay đám cưới luôn có những cái người tới để nhòm ngó, nói chung là họ hóng chuyện. Thì cái tâm lý, thông thường tâm lý của người dân là như vậy, cứ chỗ nào đông là người ta tụ tập vào túm năm tụm ba, đặc biệt là những cái người mà làm việc tự do, họ không phải đi làm nên là họ rảnh. Wow, bán thịt heo này cô bác này. Mình sẽ, hôm nay mình sẽ đưa các cô bác chúng ta đi chợ, coi xem là lúc này thì các cái ngôi chợ truyền thống hoạt động như thế nào. Và đây là một ngôi chợ mang tên một cái trường mầm non ngày xưa. Ngày xưa thì ở cổng chợ có một cái trường mẫu giáo có tên là Chim Xanh. Sau này thì ngôi chợ này bỏ không còn hoạt động. Sau này thì cái trường mẫu giáo không còn hoạt động thì và chuyển đi, thì người ta vẫn lấy tên cái chợ này là chợ Chim Xanh. Em khổ hơn chị không? Rồi bán rau rồi. Rồi xin chào người đẹp. Rồi. Nay lại có thêm cả nhân viên mới luôn à? Trời ơi. Làm ăn được quá. Đây. Sửa soạn thì quay lên. Dạ. Thôi cứ thế cho nó chân quê vậy. Các chị anh chị mua rau từ sáng sớm. Cái chỗ này đẹp hết ha. Chỗ này là chỗ quen nên là mình ba trăm mớ hồi nãy nhỏ lửa đó. Ba đi quay ông xích lô coi. Dạ. Dạ không có ngàn nào ở nhà. Ba trăm mớ có từng á. Dạ. Có từng đó. Rau thơm nữa này. Lấy rau thơm kìa. Thơm đi không? Rau thơm đây là rau dấp cá này. Đây rau. Con ơi gọt rồi hả con? Rau dấp cá, rau húng quế, rau má, rau muống. Các bà các cô đi chợ lựa. Em ơi, nhỏ xíu kìa kìa. Ừ, 24 ngàn đi con. Rau muống, rau ngót, các loại rau luôn. Khoai tây, bí, bầu, mướp. À, nhiều người thích các cái ngôi chợ này là chỉ việc dừng xe, sau đó thì kêu cô chủ lấy những cái loại rau cần thiết bỏ vào bịch rồi thanh toán tiền, vậy là xong thôi. Đó. Các bạn thấy là bốn người bán luôn chân luôn tay. Bên này thì bán rau, bán thịt. Rồi chúng ta đi tiếp nhé. Lát xíu rồi mình sẽ coi có món gì ngon thì mình sẽ mua. Rồi, các cái xe bán trái cây, chuối, mắm. Cũng có nhiều chỗ thì chưa có mở hàng nên là chỉ đi lướt qua thôi một vòng. Mà đây cũng có mấy cái sạp này chưa có bán trở lại các bạn này. Mấy sạp rau, sạp mà chưa có bán trở lại. Cô áo 40.000 một cái. Khu này bây giờ các cô bày cá ra bán này này. Rồi quay cho bán đắt. Trời ơi,
Dạ. Dạ. Cá, tôm. Rồi vé số bán trở lại rồi. Dạ không ạ. Đậu hũ. Đó, đây có lò đậu hũ này. Rồi, giày dép quần áo. Trong chợ lúc này thì người ta để cái lối đi khá là rộng. Bà con cũng đã bắt đầu buôn bán lại rồi. Cá, thịt. Rồi. Đây, khu này là anh chị này bán đồ rất ngon. Dạ, chào anh chị. Tát hàng không anh chị? À, chân gà. Dạ. Quả hồng. Táo. Rồi, 18.000. Cơm rượu. Cá. Khoai tây. Rồi, đi ra ngoài này chút xíu. Rồi. Bán rau, bán hành. Đó. Hầu hết của các anh chị thấy là các thanh niên bây giờ đi chợ bán rau. Bán rau, cân rau. Hoặc là đây là bán trên cái xe lôi này. Cứ khắp nơi. Đó. Vé số chuối. Đấy cây. Wow, sầu riêng này các bạn này. Sầu riêng. Rồi mận, chanh. Cái thơm. Ngọt rất là. Xương sâm, xương sa, xương sáo, hột lựu. Kim cài. Tôm. Xe bánh mì. Khúc này là chùa Phước Hòa. Chùa Phước Hòa. Số 59 đội cung. Một gà lúc này giá rẻ rồi. Ngày trước là 40.000 một chục, giờ còn có 20.000 thôi. Đấy, chợ buổi sáng thôi các bạn. Rau các loại, rau muống, rau dền, rau cần. Đấy, mới chỉ gần 8 giờ. Đó, cá điêu hồng. Vẫn còn đang sống luôn. Đó. Cá điêu hồng, tôm. Đó. Bán gà, cà, pháo, mắm tôm. Cua, cua đồng nữa. Đó. Thịt heo. Nhỏ cháu con mà chị thứ hai á. Mang về bán cháo sườn, cháo quẩy. Họ các cô bán đồ rồi. Ăn sáng luôn. Thịt heo. Shop bán thịt heo. Bán mang về bún. Các cái sạp lúc này thì các cô chú ấy bày sát vào trong lề. Sau đợt Covid thì cái số lượng hàng quán cũng giảm rất nhiều. Người ta bán không có đông như trước. Đây cô bán mít, bán chuối, bán đu đủ. Rồi đi thêm chút xíu nữa ra tới đây là hết chợ, hết đông rồi. Rồi người bán bún. Những cái gánh hàng rong ngồi như vậy ăn nó luôn. Rồi cô này bán đậu nành, nước giải khát. Rồi thôi chúng ta quay lại nhé. Chỗ này bán bánh cuốn, bánh ướt 15.000, khá đông. Bán mì xào, bún, bánh mì. Cũng một cái ngôi chợ nho nhỏ thôi nhưng mà khá nhiều đồ. Bán xôi mặn, xôi đậu, chè các loại. Rau má, bạch quả, giá ua nhà làm. Đấy, có cái tấm chắn này rất là vệ sinh, người bán người mua không tiếp xúc trực tiếp với nhau.
bán rau, đi xe gắn máy chở theo cái dạ, cái này là cái sọt này sắt ở ngoài Bắc đây hả chị? À, ở trong Nam không có làm cái sọt kiểu này. Đúng rồi, em cũng ngoài Bắc mà sọt này ngày xưa cứ để lồng hai cái đòn gánh vào để hai bên. Hồi xưa là khác. Vâng. Cũng có trong người Bắc thì nó đó là nhất lên ở đây là miền Trung. Vâng. À miền Trung. Miền Trung. Dạ dạ. Chị đi bán lâu chưa? Đi đây 20 năm rồi. À 20 năm rồi. Dạ vâng. Rồi cảm ơn chị. Đây bán chả lụa này, thịt. Chung thì theo như quan sát của mình thì mình thấy là chợ lúc này họp đã họp trở lại nhưng mà cái lượng người bán nó thưa hơn so với trước, cũng vẫn có những người buôn bán. Đây là bán cá này, cá biển, cá cua, tôm. Mình quay kỹ thế để các cô bác anh chị nào gần khu vực này thì có thể đi và biết để mua. Đây có tiệm vịt quay Tân Đắp Hòa, vịt quay, heo quay, phá lấu, vịt nguyên con. Đó, này có một cô bán bánh mì này. Bà con mua để mang đi. Rồi, trái cây, chuối, cam xoàn, rau cải. Rồi, chuối Đà Lạt. Chuối ồ ngon quá. Chuối Đà Lạt đu đủ. Các cái loại đồ khô, táo tàu, gia vị, ngũ vị hương. Đó, vẫn còn những cái biển là vui lòng đeo khẩu trang. Về quán chỉ bán mang về thôi, không có bán cho khách ăn uống tại chỗ. Các mới sạc, thấy sao đây đâu rồi cô, dầu ăn thấy ổng sao tình hình sao rồi thấy mập cái ốm đây. Rồi, cô này bán trái cây rất là ngon này, trái cây hồng táo. Dạ vâng, mấy tháng mới gặp chị. Chào cô. Dạ. Bán rất là đắt hàng nhé. Dạ. Dịch thì nghỉ cô ạ. Vâng. Dạ. Rồi chúc cô đắt hàng. Đó. Bán dây cun. Cô có bán kim khâu không? Vâng. Cô cứ bán cho mấy người này đi xong rồi bán con bịch kim khâu. Mua dây chun còn mua lược. Vâng. Kim khâu á. 5.000 cây. 2 cây 10.000. Cho bao xốp đựng này cô này. Lấy bao xốp đựng này. Đây bán khá nhiều thứ. Đây còn bán cả dây dù này, bán chải, dao, kéo, cái đập ruồi, miếng rửa chén, đũa, cái chổi cọ, chổi trà, toilet, ví bóp. Vâng ạ, kim may đồ ấy ạ. Cặp bông, quạt 15. Quạt, cái đó đẹp đó. Rồi, bán cả gương, gỡ bông tay. Ồ, đấy. Cây cạo lưỡi. Cái này cây cạo lưỡi đúng không cô? Lưỡi luôn. Cạo lưỡi này nhiêu tiền cây này? Cạo lưỡi này có 2.000. Cạo lưỡi này hả? Cũng 2.000 luôn.
cho cậu lựa. Dạ. 6 ngàn. Ôi lấy thành 10 ngàn đây. Đây đây. Đây cây cậu lưỡi luôn. Đây cô cho vào cái bịch dùng. Dạ. Đó là 10 ngàn đúng không đấy? Sáu cây kim, hai cây cạo lưỡi. Dạ alo. 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 Dạ. Rồi, chỗ này em mới bán bắp rang bơ này. Đó. Bắp rang bơ. Thì rất là ngon. Cái bịch này là 10 ngàn. Rồi, đủ quá trời luôn. Rồi. Đi thêm chút xíu phía bên ngoài này cũng có các sạp bán đồ khô này, đồ khô rồi ạ. Đây thì bán đường, nói chung bán tạp hóa, mì ly, ống hút, gạo, rồi, bán đồ nhựa, các cái miếng trà, xô rổ chậu làn đồng bàn mắc áo lót. Rồi, chúng ta sẽ đi ra đấy tiếp. Nếu mà lúc chợ đông các bạn thì khu vực này này vẫn còn có những người ngồi ở trước cửa nhà thì sẽ phải trả tiền cho chủ nhà một buổi là chừng khoảng 20-30 ngàn tùy theo. Nguyên cái ngày hôm nay thì mình quan sát thấy cái dãy này là chỉ có vài cô chú bán thôi. Như cô này thì thường bán nước cốt dừa, bán dừa, bán đường, bán chuối, đậu phộng. Mấy cái sạp này thì cũng vẫn đang đóng cửa này, họ không có bán. Bên này bán bông bí, bông điên điển, cam, tôm sống. Các cái gian hàng bán rau tươi sống thì thường được nhiều người mua. Chợ vẫn còn khá vắng. Đi ra phía ngoài này là chúng ta sẽ gặp đường Bình Thới. Thì ở đây còn một vài dãy khác này. Một cái dãy phía ngoài này thì nghe mọi người nói là cái căn nhà kế bên cái tòa nhà cao tầng màu trắng này đó, ngày xưa là trường mầm non Chim Xanh. Thì cái ngôi chợ, cái lối đi vào chợ đi qua cái trường Chim Xanh thì người ta gọi là chợ Chim Xanh. Sau này thì người ta quen gọi là chợ Chim Xanh luôn.
Rồi chúng ta đi tiếp. Ồ, cũng vắng quá. Bà con cũng chưa có họp hết. Cái chỗ này các bạn này, trước là họ hay bán đồ chiên, rồi bán bún, bán chè buổi sáng. Lúc này các cô vẫn chưa có ra bán lại. Đây, bán bún thịt nướng, chả giò. Rồi, đây cô bán chè. Chè, xôi. Xôi, chè. Hôm nay cô lại bán rời về đây. Hôm trước bán ở đầu chợ. Sẽ đi tiếp một vòng nữa nhé. Đây, khúc này bán đậu. Đằng trước cũng có mấy sạp ở được chỗ này hay bán à. Ngày hôm nay thì họ vẫn chưa có ra. Mình sẽ đi nốt một vòng nữa rồi sẽ dừng cái video clip này lại. Các cái cửa hàng ở bên hông đường Bình Thới này vẫn chưa có mở. Cô bác nhìn này, nhà ở đây thì vẫn đóng cửa. Đây cũng là những các cái sạp mà người ta chỉ việc kéo cửa lên là người ta bán hàng thôi. Thì lúc này chợ chưa có đông người nên đây là giống như một cửa hàng này này, cô bán các cái đồ nhựa chỉ cần kéo cửa ra là bán tạp hóa thôi. Và chanh, xả, các loại gia vị, me, hành. À, vẫn còn những cái sạp trống này các bạn. À, đến khúc này thì bán bún, bán bánh phở. Rồi, bán giá, rau. Rau, dưa leo. Dạ. Cô Trang cái mít mà hết kìa không? Dạ. Dưa tươi, thịt bò. Chị này bán thịt bò rất ngon. Rồi, chỗ này bà bán dạ. Thịt heo quay. Dạ không bà. Con đi chợ quay thôi ạ. Ồ, thịt heo. Dạ. Măng, thịt heo. Dạ. Gần như là các cô chú vẫn ngồi chơi là nhiều không. Dễ lắm. À, bán quần áo, tôm, tôm, cá, bống, 300 ký, cá bống, 200 ký, bánh mì, bánh chuối. Cô vừa bán hàng vừa ăn cơm sườn luôn. À, tới đây là tiệm thịt heo của người đẹp. Rồi chào người đẹp. Này thịt heo còn nhiều quá à? Mới có 8 giờ à. Dạ. Sườn non là bây giờ nhiêu tiền ký chị? Ngon 180. À, dạ. Rồi cảm ơn chị nhé. À, giờ xay bằng máy. Này bán bánh. Rồi bán đậu. Thôi tới đây thì mình cũng xin tạm dừng video tại đây nhé. Hẹn gặp các cô bác anh chị trong những video tiếp theo để đi quay chợ cập nhật tình hình như vậy để cô bác anh chị mình biết, sẵn tiện là mua một ít đồ. Nếu đây là lần đầu tiên xem kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay thì cô bác anh chị hãy bấm nút like, đăng ký kênh để nhận những video mới của Vấn Dương. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.